thì tại sao anh không dùng những dòng loa công suất hay là những loa thùng to hơn mà để đặt lên vị trí này? Thứ nhất là về thẩm mỹ nó không đẹp, và thứ hai treo lên thì nó sẽ bị, thứ hai là rất là xấu, và đi dây nó đã vô hệ thống hết rồi, anh thấy không, vách mọi người đã, anh đã làm chỉnh chu hết rồi, mà nếu đi dây nổi ra rất là xấu. Và dòng IC38 này đưa lên đây đặt vị trí này rất là chuẩn luôn mọi người. Hello, chào mọi người đã quay lại kênh Thiên Vũ Channel. Thì ngày hôm nay Lưng cùng với anh em đi lắp đặt tại quận Bình Tân. Thì đây là không gian nhà khách mọi người. Thì mọi người thấy trước mặt đây là một cái hồ bơi mà để dành cho cá bơi nha mọi người, chứ không phải là người bơi. Đó. Thì sau đây mời mọi người vào phía trong để theo dõi anh em lắp đặt bộ dàn gì nhé. Ok. Dạ đúng rồi. Đây rồi. Nằm cái gì kia vậy? Thì đây là không gian mà khách lắp đặt. Thì anh Duy cùng với bạn Thiên đang set up cho cái âm ly Đà Nông đó, để dành cho phối với dòng Bose nghe nhạc 301. Thì hôm nay cấu hình anh chọn đó là cái dòng thương hiệu rất là khá là quen thuộc cho mọi người, đó là cái dòng XE IC38 đó. Trước khi mà anh mua cái dòng IC38 này thì có gặp trực tiếp ngay Lưng, thì anh có nói là anh mua dòng Bose 301 có sẵn ở nhà rồi và có một chiếc sub, thì anh muốn phối ghép nâng cấp một con đẩy hay là một cái amply gì đó để cho anh vừa có thể karaoke và nghe nhạc được. Thì khi mình tư vấn gặp anh á, mình có nói anh là dòng Bose 301 chỉ để dành cho nghe nhạc thôi. Đó thì anh cũng phân vân có dòng Bose này đưa không gian lớn như thế này có hát karaoke được hay không, nhưng mà thì mình đã cho anh trải nghiệm cái dòng IC38 này thì anh lại rất thích, nên là anh kinh hai con này về, và mình tư vấn thêm cho anh là một con amply Đà Nông để dành cho nghe nhạc Bose 301 tận dụng luôn mọi người. Đó mọi người thấy hay không, vừa có thể tận dụng được và có thể được lắp đặt thêm một bộ karaoke chỉnh chu. Đó thì trước khi mình tư vấn cho anh nó là dòng như thế này, mình có xin không gian của anh đó, mình xin tấm hình không gian của anh như thế nào, thì mình cũng có tư vấn là treo cho anh rồi. Đó mọi người thấy không, nếu treo lên đây thì cũng rất là thẩm mỹ và đẹp, nhưng mà anh muốn để đặt thử để anh nghe thử có nó bị rung lắc gì không, thì nói với mọi người con này sẽ không có rung mọi người, rất là cứng cáp. Đó khi nó quýnh những dải reverb của nó làm rất là tốt nhiệm vụ và không bị rung lắc lo gì hết, rất là chuẩn mọi người. Thì tại sao anh không dùng những dòng loa công suất hay là những loa thùng to hơn mà để đặt lên vị trí này? Thứ nhất là về thẩm mỹ nó không đẹp, và thứ hai treo lên thì nó sẽ bị, thứ hai là rất là xấu, và đi dây nó đã vô hệ thống hết rồi, anh thấy không, vách mọi người đã, anh đã làm chỉnh chu hết rồi, mà nếu đi dây nổi ra rất là xấu. Và dòng IC38 này đưa lên đây đặt vị trí này rất là chuẩn luôn mọi người. Thì bên cạnh cái dòng IC38 này hôm nay có ghép thì mình đã chọn cấu hình chuẩn cho anh, đó là một combo bao gồm đó là một cái con main ground XDI thương hiệu của Mỹ 2.550 mọi người, XDI 2.500 đây, còn một cái con quản lý nguồn CAVS C300, và hôm nay mình có ghép cho anh vẫn là cái dòng KX180A phân số này mọi người, đây người thấy không. Rồi và một cái mục video khá là đặc trưng bên mình rồi đó mọi người thấy không, đó là con DMX U2008. Thì chất âm của con này, dòng mic này thì mọi người biết rồi đó, tuy là dòng chính hãng của Trung Quốc nhưng mà về chất âm so sánh của nó rất là ấm và dày tiếng, nghe tại trực tiếp ở Thiên Vũ mọi người sẽ trải nghiệm được thực tế hơn. Đó thì hôm nay mình có sử dụng một cái amply Đà Nông để phối cho dòng, tận dụng cho cái dòng Bose 301 của anh để nghe nhạc. Thì hôm nay anh có chọn một cái dòng Petula, một cái mâm than bên trong chứa đựng đây là một cái đĩa than luôn mọi người, rất là chỉnh chu và đẹp đây. Đó mọi người thấy không, nhìn rất là sang mọi người. Sau đây Lưng sẽ mời mọi người nghe thử cái dòng column array XE IC38 nhỏ như thế này mà nó có vỏ không mọi người. Từ mây thu thanh cô nàng cửa tha tròn kịp yêu anh. xưa dịu dàng nghe khúc hát thật cao, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài, gặp sông biên một cơn gió hút với chuyện ngày xưa. Hiểu kênh mọi người, thì vừa rồi Lương cũng đã cho mọi người nghe thử chất âm của dòng IC38 rồi, thì biết mọi người trải nghiệm như thế nào. Nhưng thì hôm nay Lương trải nghiệm thực tế ở đây á, thì Lương cảm thấy là rất là tuyệt vời mọi người. Vì cái cách xử lý âm học của anh cũng rất khá là chuẩn, vì anh cũng đã tìm hiểu về âm học rồi. Anh thấy mọi người không? Về vết cũng anh cũng đã thiết kế về tiêu âm nó, về ghế sofa, mọi thứ đều đã có những cái tiêu âm rất là tốt, như là thảm cũng vậy nè mọi người đó. Những chi tiết anh cũng đã làm đầy đủ hết rồi. Về tính chất khách quan thì nói về không gian gia đình thì khá là chuẩn rồi mọi người. Khi mà công suất của IC38 ngồi ở khoảng cách tầm 5 m, mọi người nghe càng chi tiết và hay hơn. Mà khi IC38 quýnh ra những âm thanh, anh có thể mở cửa ra thoáng ra của phía bên ngoài đó, âm thanh nó không bị chi tiết, không bị vang hay là những bị ồn, những cái tiếng tạp âm này kia, nghe rất là chuẩn. Không biết mọi người vừa rồi đã nghe rồi đó, không biết các cảm nhận như thế nào thì cho mình một cái bình luận ở phía bên dưới, và mọi người muốn nghe trải nghiệm thực tế cái dòng IC38 này nó đánh như thế nào và thể hiện công suất ra sao thì mọi người trải nghiệm tại Thiên Vũ 79 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Lương sẽ dừng clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.